Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo hội Hoàng Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Linh mục dòng tên đầu tiên người Kenya bị sát hại. Đức Hồng Y. Charles Bo được bầu làm tân chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Thành phố Venice được chiếu sáng bằng ánh đèn đỏ để liên đới với các tín hữu Kitô bị bắt hại trên thế giới. Tin Kenya Linh mục dòng tên đầu tiên người Kenya bị sát hại Cha Victor Luke Odiambo, người Kenya đầu tiên trở thành tu sĩ dòng tên, đã bị giết hại tại Bangkok, Nam Sudan. Vào đêm ngày 14 tháng 11, khi ba tu sĩ cùng dòng đã đi ngủ, chỉ còn mình cha Odiambo xem TV, một số người có vũ khí đã tấn công tu viện dòng tên ở Kubet, thuộc Bangkok, và sát hại cha Odiambo. Theo Bộ trưởng Thông tin Bangkok, John Maron, một trong những nghi can sát nhân đã bị bắt, chính quyền bang đã tuyên bố ba ngày tang. Trong thư phân ưu, cha Arturo Sosa, bề trên tổng quyền dòng tên cho biết, Ngài rất đau buồn hay tin về vụ tấn công các tu sĩ dòng tên và về cái chết của cha Odiambo. Cha Sosa nói, cha Victor Luke Odiambo đã để lại một tên tuổi không chỉ ở Nam Sudan, như là tu sĩ dòng tên đầu tiên chết khi phục vụ dân chúng, nhưng còn ở miền Đông Phi như là giáo viên của hàng ngàn học sinh ở trung tâm St. Boys ở Nairobi, Kenya và ở trường trung học Loyola của Dar es Salaam nước Tanzania. Cha Tổng quyền dòng tên cũng nhận xét rằng Cha Odiembo là một người rất can đảm, thông minh, thận trọng, nhà điều hành sáng tạo và trên hết là một người tin vào giá trị của giáo dục và cha Soza kết thúc thư phân ưu. Cha Odiambo đã hy sinh sự sống vì dân chúng, vì những người con của Thiên Chúa theo gương Chúa Giêsu. Chúa Cha nhân lành của chúng ta sẽ đón nhận cha với trái tim mở rộng. Chúng ta cầu nguyện cho những người đã tấn công vào học viện và giết cha Odiambo và cầu nguyện cho những người kích động bạo lực. Xin Chúa hoán cải con tim của họ. tin Myanmar, Đức Hồng Y. E. Charles Bo được bầu làm tân chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Trong khóa họp diễn ra tại Bangkok, Thái Lan ngày 16 tháng 11 vừa qua, Ủy ban Trung ương của Hội đồng Giám mục Á Châu đã chọn Đức Hồng Y. E. Charles Bo, Tổng giám mục giáo phận Yangon của Myanmar, làm tân chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, Đức Hồng Y Bâu, dòng xa Đông Bosco, Hồng Y đầu tiên người Myanmar, sẽ thay thế Đức Hồng Y chủ tịch Oswa Gracias người Ấn Độ, Tổng giám mục giáo phận Bombay, người sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 31 tháng 12 năm nay. Đức Hồng Y Bâu sinh ngày 29 tháng 10 năm 1948 tại làng Monla, Tổng giáo phận Mandalay. Ngài được thụ phong linh mục tại Lasio, bang San, ngày 9 tháng 4 năm 1976. Ngài được bổ nhiệm làm giám quản tông tòa của Lazio từ năm 1985 đến năm 1986 và phụ doãn tông tòa từ năm 1986 đến năm 1990. Khi Lazio được nâng lên thành giáo phận vào ngày 7 tháng 7 năm 1990, ngài được bổ nhiệm làm giám mục tiên khởi của Tân giáo phận. Ngày 13 tháng 3 năm 1996, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo bổ nhiệm ngài làm giám mục Paten ngày 24 tháng 5 năm 2003, Ngài được bổ làm giám mục Giang Ngày 22 tháng 10 năm 2015, Ngài được vinh thăng Hồng Y, trở thành vị Hồng Y tiên khởi của Myanmar. Ngày 14 tháng 7 năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm Ngài làm Chủ tịch Thừa ủy của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 15 về giới trẻ đức tin và phân định ơn gọi. Tin Venice, Italia. Thành phố Venice được chiếu sáng bằng ánh đèn đỏ để liên đới với các tín hữu Kitô bị bắt hại trên thế giới. Để bày tỏ tình đoàn kết với các Kitô hữu bị bắt hại, thành phố Venice đã được chiếu sáng bằng ánh sáng đỏ trong đêm thứ ba ngày 20 tháng 11 vừa qua. Trong một thông điệp ủng hộ sáng kiến này, Đức Giáo Hoàng Francisco nói, sự kiện sẽ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đến vấn đề nghiêm trọng về sự phân biệt đối xử mà các Kitô hữu phải chịu đựng ở nhiều nơi trên thế giới. Có những quốc gia nơi một tôn giáo được áp đặt, ở những nơi đó các môn đề của Chúa Giêsu phải chịu một sự đàn áp bạo lực hoặc chế diễu văn hóa có hệ thống. Bắt đầu từ tối ngày 20 tháng 11, tám tòa nhà lịch sử của Venice, cũng như cầu Rialto và nhà thờ Santa Maria della Salute, được thắp sáng bằng ánh đèn màu đỏ để thu hút sự chú ý của công luận về hoàn cảnh bi thảm của các Kitô hữu bị bắt hại trên khắp thế giới. Tối ngày 20 tháng 11, những người trẻ tại tổng giáo phận Venice đã thực hiện một cuộc hành hương đi bộ qua thành phố để cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bắt hại. Sự kiện này được tài trợ bởi tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ sau một sáng kiến tương tự vào tháng 2 tại đấu trường Colosse ở Roma. Vào năm 2017, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cũng vận động thành công việc chiếu sáng bằng đèn đỏ tại tòa nhà Quốc hội Anh ở London, nhà thờ Thánh Tâm ở Paris và nhà thờ chính tòa Manila Phi Luật Tân. Năm trước nữa, đài phun nước Trevi nổi tiếng ở Roma cũng đã được thắp sáng bằng đèn đỏ. Từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 11 năm nay, các địa danh chính khác của các thành phố Montreal, Toronto, Paris, Barcelona, London, Sydney và Washington DC cũng sẽ được chiếu sáng màu đỏ trong một vài buổi tối. một điểm tin giáo hội hoàng vũ của trang thông tin giáo phận phú cường đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin lần sau